Cho tôi xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả hai bên nội ngoại của các cháu Quyết và Trang. Đồng thời là xin cảm ơn các vị đã có mặt trong buổi lễ hạnh phúc của hai cháu. Đồng thời là cho tôi xin cảm ơn nhất là họ nhà gái đã tổ chức đưa cháu Trang về làm dâu. Ông bà cho họ hàng kia phía bên nhà trai, và cùng là lời cảm ơn cuối cùng là cho tôi xin phép là gửi tới toàn thể hôn lễ hôm nay là lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc nhất xin hết. Em cả bên hai bên nội ngoại, anh em và bạn bè là tới dự tiệc cưới của hai vợ chồng em, và em cảm ơn nhiều ạ. Quá tuyệt vời, vui và hồi hộp. Và bây giờ hai bạn đã sẵn sàng để đeo nhẫn cưới vào cho nhau chưa? Chú rể sẵn sàng chưa? Sẵn sàng anh ạ. Cô dâu sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. Cô dâu và chú rể đã sẵn sàng. Xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên phía trước một bước và cùng thực hiện nghi thức.
là má. Em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng. Buồn bà ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, chờ xuồng Ba Lan, ngồi trà đá ngoài hồ cá mình cùng ca. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em làm má của con ăn mà sau này, muốn em làm con của tia má ăn lâu dài. Nhắc mái thiên địa nhịp bài cao đời, cụ thể giao bài đêm nay ta say ta bái tăng hai. Quê mình chân chất, đường nhà anh cứ đi bằng chân đất. Không sao, trưởng là anh thân nhất. Lũ nhốt len bên, giống qua đây anh cần tất. Làm vô miền Tây không có như còn phải dễ. Chỉ cần gật đầu anh luôn luôn cho phải lễ. Ba con lối sớm, hộp bao em tai ghế. Một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Dậy nào người ơi ga gáy, dậy đi, dậy đi, dậy ăn cái chi cho nó. Rồi mình lên xe qua tới, thưa mẹ cha một bài ca, hai bên nhà cất trong nhà. Mời em đi về quê anh, chờ xuồng Ba Lan, ngồi trà đá ngoài hồ cá mình cùng ca. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em làm má của con ăn mà sau này, muốn em là con của tia má ăn lâu dài. Nhắc bài thiên địa nhịp bài cao đời, cụ thể giao bài đêm nay ta say ta bái. Qua ngàn gian nan giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em làm má của con ăn mà sau này, muốn em là con của tia má ăn lâu dài. Nhất bái thiên địa nhịp bái cao đường, cụ thể giao bái đêm.